không ai chú ý tới mặt nạ bạc ẩn thân trong núi từ lúc nào mọi người đều nghĩ nhâm tiểu túc luôn chiến đấu làm sao lại mặt nạ bạc lại đột nhiên chạy tới đó trong mấy ngày trước đó nhâm tiểu túc tựa như lính cứu hỏa ở đâu có áp lực ở đó có hắn chưa từng dùng tay súng bắn tỉa hôm nay hắn đột nhiên thay đổi cách chiến đấu mọi người tuy chưa kịp thích ứng nhưng cũng không nói gì trên thực tế năng lực áp chế hỏa lực của hai tay súng bắn tỉa thật sự rất lợi hại nên mọi người cảm thấy chiến thuật nhâm tiểu túc được điều chỉnh vô cùng thành công bọn họ không biết mấu chốt thành công ở chỗ nhâm tiểu túc đưa hắc thương cho dương tiểu cận để dương tiểu cận có được hỏa lực vô hạn hiện tại dương tiểu cận cảm thấy hắc thương của nhâm tiểu túc dùng phi thường tốt hoàn toàn không cần lo lắng chuyện tiêu hoa tinh thần lực thật sự rất thống khoái lúc này có người ở phía dưới chỗ nấp đã lên tiếng nhắc nhở dương tiểu cận chú ý đỉnh đầu nhưng ngay cả nhìn dương tiểu cận cũng chưa từng nhìn tiếp tục áp chế hỏa lực bởi vì nhâm tiểu túc đã sớm nói với nàng nếu có người tới đánh lén đều đã có lão hứa ai tới đều chết. Sở dĩ nhâm tiểu túc tới chỗ nấp bởi vì tuân dạ vũ đã nói với hắn, tiểu mập mạp này phát hiện đằng sau chỗ nấp xuất hiện 32 sinh mệnh cường đại đặc thù. Tuân dạ vũ cũng không biết 32 sinh mệnh cường đại đặc thù này là gì, dù sao cũng biết đó là địch nhân, bằng không sẽ chẳng ai nhàn rỗi nghĩ tới chuyện này. Không thể không nói, trên chiến trường radar hình người tuân dạ vũ thật sự có công dụng quá tốt, cho đến giờ phút này, rốt cục nhâm tiểu túc cũng thừa nhận tuân dạ vũ là một trong các cường giả trong chiến lược số 6 thất thủ siêu cường đã được định ra. Lúc này Tôn Dạ Vũ đang ngồi trong doanh trướng chỉ huy, vừa ăn vừa báo cáo hướng đi của mọi dợ. Vương Uẩn thì nhớ kỹ những gì hắn nói, sau đó tạo hình cụ thể trên sa bàn. B. Năm 5092 có Tôn Dạ Vũ cung cấp thông tin, bây giờ tin tức của mọi dợ đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Khuyết điểm duy nhất chính là tên mộc Tôn Dạ Vũ này hết ăn lại nằm, tinh thần lực quá kém, điều tra một lúc đã phải nghỉ ngơi rồi, cho nên quá trình điều tra của hắn cũng đứt quãng. Lúc này, mặt nạ bạc không ngừng leo lên núi, Dần già mọi người cũng thấy rõ sinh vật màu xám kia chính là 32 vật thí nghiệm. B. 509 hay có chút sửng sốt. Lúc trước hắn từng nghe nhâm tiểu túc nói qua xung quanh quân đoàn viễn trình xuất hiện vật thí nghiệm. Thế nhưng lần này tận mắt chứng kiến lại có cảm giác thật khó tin. Bởi vì mọi người đều nghĩ vật thí nghiệm hẳn đã sớm bị tiêu diệt rồi. Vật thí nghiệm nhanh chóng lao xuống phía dưới. Chúng hành tàu trên vách núi dị thường linh hoạt, giống như tất cả đều là côn trùng vậy. Còn mặt nạ bạc thì không ngừng công kích, chẳng khác nào một chuôi đao vô cùng lợi hại. Trong trận địa phòng ngự, Nhiêm Tiểu Túc hô to với Quý Tử ngang. Mượn lực, trong lúc nói chuyện, Quý Tử ngang xòe bàn tay ra bao quát ngọn núi, mỗi khi màn nạ bạc nhảy lên và đắp xuống, dưới chân hắn sẽ có một khối đá bằng phẳng giúp hắn mượn lực. Dưới sự phối hợp của Quý Tử ngang, lão hướng mới có thể hành tàu linh hoạt trong núi. Không chỉ như thế, một đầu vật thí nghiệm đang lao xuống phía dưới, thế nhưng chỗ đó đắp xuống đã bị sa hóa, hóa thành bột phấn nứt vỡ bay vào không trung, và thí nghiệm rơi vào khoảng không vật thí nghiệm này nhất thời mất cân bằng cong vẹo bay về phía lão hứa sau một khắc lão hứa cầm hắc đao bay vọt qua vật thí nghiệm chém nơi nó dưới tốc độ ánh sáng lão hứa không hề dừng lại thẳng tắp lao đến vật thí nghiệm tiếp theo nhâm tiểu túc yên lặng nhìn một màn này mà dương tiểu cận tuyệt đối tín nhiệm hắn dù trên đỉnh đầu có 32 vật thí nghiệm đột kích dương tiểu cận đều không dừng bắn đổi thành người khác chỉ sợ đã sớm chạy nhâm tiểu túc cũng động thân thềm đá bằng phẳng hiện ra dưới chân hắn thiếu niên một đường sông lên không ngừng chém giết. Lão hứa cùng nhâm tiểu túc bình tĩnh tự nhiên bảo vệ dương tiểu cận, không ngừng chém giết trên đỉnh núi, ở sườn núi là tay súng bắn tiệc không hề sợ hãi, một màn này kết hợp cực kỳ hoàn mỹ, tràn ngập mỹ cảm chiến đấu. Quý tử ngang không ngừng cải biến địa hình, một bên không khỏi rung động khi chứng kiến cảnh tượng này. Có lúc hắn đột nhiên cảm thấy một nam một nữ này là thiên duyên tiền định, đổi thành bất luận kẻ nào khác đều không thể tạo ra cảnh đẹp ý vui thế này. Tình lữ như vậy chắc chắn là ác mộng của bất kỳ kẻ địch nào thi thể vật thí nghiệm không ngừng rơi xuống. B. 5092 đi đến bên cạnh thi thể xem xét, hắn xác nhận đây đúng là vật thí nghiệm. Làn da màu xám, nanh vút sắc nhọn, không còn là con người nữa. Nếu như nhâm tiểu túc đoán không lầm, vật thí nghiệm là sinh mệnh trí tuệ kia đã trốn thoát khỏi vụ nổ hạt nhân và tới phương Bắc, liên thủ cùng quân đoàn viễn trinh. Trong nháy mắt B, 5092 suy nghĩ rất nhiều, hắn thậm chí hoài nghi quân đoàn viễn trình đột nhiên xuôi Nam cũng là chủ ý của vật thí nghiệm kia. Nếu thật như vậy, trong trận chiến này phải tìm cơ hội giết nó bằng không để thứ buồn nôn này nhờn nhờ sống sẽ thành đại họa cho trung nguyên trong lúc b năm không chín hai suy tư nhâm tiểu túc cùng lão hứa đã liên thủ giết lên tới đỉnh núi chém chết vật thí nghiệm cuối cùng chẳng qua một khác khi nhâm tiểu túc trèo lên đỉnh kia hắn chợt thấy hắc bảo đứng trên ngọn núi đối diện yên lặng đánh giá mình mà bên người hắc bảo còn có mấy chục đầu vật thí nghiệm mọi dợ nằm dạp xuống gào thét dục dịch chẳng qua hắc bào cũng không thả chúng ra chém giết bởi vì nó hiểu rõ thiếu niên trên ngọn núi đối diện là có thực lực như thế nào hơn nữa tuy hai ngọn núi nhìn rất gần nhưng thật chất lại cách khá xa hắc bảo khàn khàn cười không sao rất nhanh nó sẽ có được đại quân và thí nghiệm đến lúc đó toàn bộ thế giới đều sẽ thuộc về nó nhưng đúng lúc này hắc bảo chợt thấy thiếu niên đối diện kia giơ cánh tay lên bàn tay làm thành hình đao xẹt qua cổ sau đó xoay người biến mất khỏi đỉnh núi không biết vì sao nhưng sau lưng hắc bảo bỗng nhiên dâng lên cảm giác mắt lạnh nó cảm nhận được nhâm tiểu túc quyết tâm tiêu diệt nó theo lý thuyết thiếu niên này cùng người trung nguyên trên trận địa phòng ngự đã ăn bữa hôm lo bữa mai rõ ràng quân đoàn viễn trinh cường thịnh công mấy giờ rồi đám người trung nguyên cũng đã dùng hết đạn dược đến lúc đó họ sẽ chết dưới tay quân đoàn viễn trinh thiếu niên này cũng không ngoại lệ nhưng mặc dù như thế hắc bảo vẫn hơi sợ hãi một chút phẳng phất như thiếu niên kia thật sự sắp giết chết nó vậy hắc bảo vỗ vỗ ngoã liên kinh đang nằm dạp bên cạnh người dẫn chúng ẩn thân trong núi đợi khi trận địa phòng ngự thất thủ ta muốn người ưu tiên phong tỏa hắn sở hữu đường lui sau đó vây giết hắn ít nhất hắc bảo có thể xác định một điều với cường độ chiến đấu cao như thế quân đoàn viễn trình sẽ trả bất kỳ giá nào mà không ngừng tiến công tiêu hao hết đạn dược của chiến lược số 6 thì thôi không cần quá lâu 10 giờ là đủ nếu như thế công mãnh liệt hơn thì 8 giờ cũng có khả năng đạn dược một chiến lữ mang theo là có hạn hơn nữa mỗi chi đội đều có quy định nghiêm chỉnh với số đạn dược được mang theo bất kỳ lần bắn nào đều có thông số chi tiết. Nói kỹ hơn, cơ bản cũng là đạn dược súng là 60 phát, đạn dược súng trường binh sĩ được mang theo là 200 phát, đạn dược súng máy là 500 phát, đạn dược súng máy đi kèm xe tăng thì 1.500 phát, pháo cối là 120 phát. Mang theo bao nhiêu đạn dược ảnh hưởng tới thời gian chiến đấu dài bao lâu, không thể mang nhiều hơn cũng không được mang ít hơn. Mà lần này, may mà thời điểm xuất phát chiến lữ số 6 mang nhiều hơn một ít, phương thị lại hỗ trợ một phần súng máy hạng nặng cùng đạn, bằng không bọn họ e rằng dù là 8 giờ họ cũng không chống đỡ nổi. Tình huống chiến cục đã là không chết không thôi, thắng bại chính là ở sau 8 tiếng này. Vương thị ở Đại Như Sơn cũng biết chuyện ở Tả Vân Sơn, nếu Tả Vân Sơn thất thủ, như vậy Vương thị sẽ phải muốn gánh chịu toàn bộ áp lực từ binh lực của quân đoàn Viễn Trinh, đây cũng là chuyện bọn họ không muốn nhìn thấy nhất. Cho nên ngay tại thời điểm quân đoàn Viễn Trinh tấn công Tả Vân Sơn mạnh nhất, Vương thị cũng phát động phản công toàn diện, không cần giữ sức, hoàn toàn là bộ dáng đánh tới chết thì thôi mà một loạt phản ứng dây chuyển này đều vì nhâm tiểu túc cướp vật tư của ngoại dợ. Lúc này, Vương ẩn nói với B, 5092. Ta dạo một vòng qua từng cái trận địa, lấy tình huống tiêu hao đạn dược bây giờ, sau 8 tiếng 41 phút đạn dược sẽ hết. Đương nhiên con số này được tính từ số liệu bình quân, mà thiếu soái phu nhân cũng sẽ mỏi mệt. Tiếp tục chiến đấu 8 tiếng đồng hồ thì độ chính xác của nàng nhất định sẽ giảm. Đến lúc đó lực áp chế hỏa bằng súng ngắm sẽ không còn mạnh như vậy, đạn dược mà trận địa tiêu hao cũng gia tăng. B, năm chín hai gật gật đầu. Ta biết. Nói xong, B, năm chín hai quay đầu nhìn về phía tuân dạ vũ, chỉ vào một vị trí địa lý trên sa bàn. Nếu vị trí này tụ tập hơn vạn binh sĩ quân đoàn viễn trinh, nhất định phải kịp thời nói cho ta biết. Sau đó, B, năm chín hai nói với quý tử ngang. Lúc đó, Nguyên liền trực tiếp phá hủy sáu ngọn núi này kéo dài tiết tố công kích của quân đoàn viễn trinh. Hiện tại tình huống của chúng ta không tốt nhưng may mà át chủ bài trong tay chúng ta không phải vũ khí nóng mà là các vị đang ngồi đây. Được rồi, mọi người đều có nhiệm vụ riêng. Trương Hổ Thắng trưởng quan, một khi bên kia xuất hiện chiến sĩ trọng giáp, phiền toái người đâu diệt sạt chúng. Đại lừa dối vui tươi hấn hở cười nói. Yên tâm đi, chỉ cần ta còn sống, bọn họ sẽ không qua được trận địa số 2. Nói qua, tất cả mọi người đều rời đi, lúc Trương Tiểu Mãn rời đi chừng đại lừa dối một cái. Lão già họng hẹm, ngươi chiếm tiện nghi của ta hai lần, đợi đánh xong trận này ta tính với ngươi. Đại lừa dối cười hi hi. Nói cứ như ngươi có thể đánh thắng ta vậy, hơn nữa, thời điểm ta quen biết cha ngươi, ngươi còn chưa ra đời đâu, chiếm chút tiện nghi của ngươi thì làm sao, hơn nữa, làm sao ngươi sẽ biết ta không phải cha ruột của ngươi. Lời này khiến Trương Tiểu Mãn sắp tức điên, đã chiếm tiện nghi còn hơn thua nữa cơ, thiệt là quá đáng mà. Trương Tiểu Mãn chửi ầm lên. Đánh không lại người ta không thể mắng ngươi sao, Ngươi chờ đi, đánh giặc xong ta sẽ mắng đến người thổ huyết thì thôi. B. 5092 đi đến trận địa phòng ngự, nhìn xem quân đoàn Viễn Trinh khởi sướng công kích bên ngoài, bỗng nhiên nghe Vương Uẩn nói. Kỳ thật ngươi cảm thấy thế cục cũng không lạc quan đúng không? Tuy không nhìn ra gì từ nét mặt của ngươi, nhưng ta thấy thời điểm ánh mắt ngươi nhẹ nhõm vốn từ 16 lần một phút nay chỉ còn 9 lần một phút thôi. B. 5092 cười cười. Có chiến hữu như ngươi thật khó lòng giấu giếm chuyện gì, rõ ràng thiếu soái cùng thiếu soái phu nhân đã bày ra thực lực cường đại mọi người đều tại vì trận đấu này nỗ lực số lượng quân đoàn viễn trình cũng ngày càng ít ngươi còn lo lắng cái gì vương uẩn hỏi bởi vì chúng ta tôi cố vô thân b năm không chín hai thở dài nói vừa rồi tuân dạ vũ nói hướng tây bắc lại xuất hiện một chi binh sĩ số lượng không nhiều lắm chỉ có hai ngàn người bây giờ bọn họ cách chúng ta tám mươi km dựa theo tốc độ tiến quân của bọn họ hai tiếng sau mới có thể đến chiến trường. Vương Uẩn sừng sốt một chút. Này là sao? Mọi dợ làm sao có thể tới từ hướng Tây Bắc? Không phải chúng tới từ hướng Bắc à? Có khi nào đó là mấy lão gia tử của Tây Bắc không? Giờ này khắc này, thái độ khi nhắc tới Tây Bắc của Vương Uẩn cũng đã cải biến. B. 5092 nói. Ngươi cũng biết tuân dạ vũ có thể dựa ở lửa sinh mệnh đoán được đó là ai mà. Theo hắn nói, ngoại trừ thiếu soái ra, chỉ cần có ai đó xuất hiện trong phạm vi năng lực, hắn đều có thể căn cứ vào lừa sinh mệnh của đối phương để phán đoán trình độ mạnh yếu của họ. Trong chớp mắt vương ẩn đã rõ. Tôn Dạ Vũ nói với ngươi, hai ngàn người này phi thường cường đại. Đúng vậy. B. 5092 gật đầu nói. Hỏa diễm của họ cao hơn rất nhiều so với mọi dợ bình thường. Vương ẩn chấn kinh rồi, Tây Bắc không có nhiều sư phàm giả cường hãn như vậy. Nếu có, đại lừa dối cùng nhâm tiểu túc không thể không biết. Cho nên, hai nghìn cao thủ bỗng nhiên xuất hiện ở tây bắc tất nhiên là binh sĩ hậu viện của mọi dợ trung quy đến cùng mọi dợ có bao nhiêu người ở phương bắc bao nhiêu binh lực thì mọi người cũng không rõ lắm có thêm mọi dợ tới cũng rất bình thường nguyên lai like p năm không không lạc quan nổi là vì tuân dạ vũ phát hiện viện binh của kẻ địch nghe xong vương ẩn cũng không vui vẻ nổi cùng lúc đó trên sơn đạo tây bắc có một chi binh sĩ nhanh chóng hành tàu bọn họ dọc theo tây bắc nhanh chóng đi tới trung nguyên Lúc cách tả Vân Sơn 310 km thì không đi giường lớn nữa, vì đường lớn không thông về phía tả Vân Sơn. Hai ngàn binh sĩ trèo đèo lội suối vô cùng nghiêm túc, mãi đến khi bọn họ có thể thấy được tả Vân Sơn ở phía xa xa, La là Lam cầm đầu bỗng nhiên ngừng chân nhìn địa đồ. Phương hướng không sai, phía trước chính là tả Vân núi, các binh sĩ chú ý, trong một giờ tới chúng ta sẽ tới ngoại vi tả Vân Sơn, sau đó sẽ tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục ngắn ngủi rồi trực tiếp đánh đám mọi rợ đó sấp mặt, nghe rõ chưa? Trong máy liên lạc, các quan lần lượt đám. Đã rõ. Đã rõ. Đã rõ. Lúc này, La Lam mặc y phục tác chiến cỡ lớn trên người, bộ dáng nhìn địa đồ chẳng khác nào xem thực đơn nhà hàng, hắn nhỏ giọng nói thầm. Cũng không biết đám tiểu túc có thể cầm cự tới khi chúng ta tới không, hẳn là có thể, trung quy mọi sợ cũng chẳng làm khó được hắn. Sau lưng La Lam là một trinh chiến sĩ nano, trên mặt mỗi người lộ ra hoa văn màu bạc, mạch máu đều có màu bạc, trông chẳng khác nào hơn hai nghìn thiên binh thiên tướng nhà trời mập mạp đến cùng vì sao chúng ta phải lặn lội đường xa tới chiến trường trung nguyên chu kỳ ở bên cạnh la lam phản nàn nói chúng ta mới vừa về tây nam chưa được hai ngày đã bị người kéo đi tiếp lúc trước trụ sở bí mật vừa bị vương thị cùng ăn kinh tự phá hủy sao bây giờ còn vội tới giúp bọn họ làm gì ta tới nơi này không phải vì vương thị là la làm hồn nhiên vô tư nói nếu lực lượng vương thị có thể bị suy yếu đương nhiên là chuyện tốt, trước tình thế cực kỳ nghiêm trọng thế này vẫn phái người tới phá hủy trụ sở của chúng ta. Thật sự là rảnh rỗi đến sợ, nhưng ta tới nơi này là vì nhâm tiểu túc, hiểu không? Bằng hữu, đó là bằng hữu. Chu kỳ bĩu môi. Nói cứ như tình bạn thâm hậu lắm không bằng. Đương nhiên thâm hậu. La Lam nói. Ngươi quên ban đầu hắn cứu chúng ta thế nào đấy sao? La Lam ta không có nhiều ưu điểm nhưng trợ nghĩa thì không thiếu nhận ân như giọt nước trả lại cả đại dương nhâm tiểu túc cứu ta nhiều lần như vậy lần này hắn bị nhốt trên núi tả vân không có đạo lý gì ta lại mặc kệ hắn người dẫn theo hai nghìn chiến sĩ nano xem như hạ vốn gốc rồi chu kỳ nói giá trị của một cái chiến sĩ nano có thể so với một mai đạn đạo cũng không biết hai huynh đệ các người nghĩ thế nào nữa ngay cả khánh trần cũng hổ đồ với ngươi hắn thật sự không sợ vương thị thừa cơ hội này lùng bắt ngươi à là làm không vui ta nói ngươi này, sao gì ngươi cũng tính tiền vậy, tiền sao có thể so với tình bạn được. Không có tiền thì ăn cơm bằng gì? Chu Kỳ khinh thường nói. Thế đạo này, chỉ có vàng bạc mới không phản bội ngươi, tình bạn, ngươi quan tâm tình bạn như vậy, thời điểm ngươi gặp nạn sẽ có mấy người tới cứu ngươi. La La vui tươi hớn hở cười nói. Quản người khác làm gì, ngươi không hiểu sự quan trọng của tình bạn cũng không sao, nhưng ngươi yên tâm, nếu có một ngày ngươi gặp nạn, cho dù ta đánh bạc mạng của mình cũng sẽ đi cứu người. Khi La Lam nói xong câu đó, Chu Kỳ đột nhiên im lặng, không nói được gì nữa. Chi đội từ Tây Nam này đã hành quân liên tục vào ngày. Sau khi La Lam biết nhâm tiểu túc bị nhốt ở Tà Vân Sơn, hắn lập tức lập đội rồi xuất phát. May mà Tây Nam cùng Tây Bắc đã liên thông đường giá, mà Tây Bắc tới Trung Nguyên khá nhanh. Bây giờ mới thuận tiện để xe tải quân dụng của bọn họ nhanh chóng đến chiến trường. Lúc này, bọn họ cách Tả Vân Sơn chỉ chừng hơn 10 km, La Lam bỗng nhiên đi chậm rồi dừng bước lại khoảng cách khá ổn rồi, hẳn có thể liên lạc với bọn họ. Thông tín viên, thông tín viên đâu? Liên lạc với chiến lữ số 6 của Tây Bắc ở Tà Vân cho ta. Trước khi đến, La Lam đã liên lạc với cứ điểm 178, cho nên hắn mới có biện pháp liên hệ với binh sĩ trên núi Tả Vân. Hiện giờ thiết bị liên lạc của chiến lữ số 6 đều tạm ngừng sử dụng, thế nhưng radio quân dụng thì vẫn xài, dùng để gọi cho vương thị. Phạm vi của radio quân dụng này chỉ chừng vài chục km, cho nên La Lam đi tới gần mới liên lạc với. La là Lam thầm nói. Hiện tại nhâm tiểu túc mà biết ta gấp rút tiếp viện nhất định sẽ rất kinh ngạc. Đợi hai bên kết nối xong, La là Lam lập tức lớn giọng hô. Nhâm tiểu túc đâu? Ta tìm trưởng quan nhâm tiểu túc của các người, nói cho hắn biết, La là Lam tới trợ giúp. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó âm thanh nghi hoặc của nhâm tiểu túc truyền đến. La mập mạp, sao ngươi lại tới đây? Ta tới cứu bằng hữu. Mặt khác ta có dẫn theo 2.000 chiến sĩ nano chuẩn bị gia nhập chiến trường, mau nói kế hoạch tác chiến của các ngươi cho ta biết, ta sẽ phối hợp. La Lam vẫn khởi nói, khác với Khánh Trần không thích chiến tranh, La Lam lại là người cuồng chiến tranh, trước kia hắn và Khánh Trần chấp hành nhiệm vụ có tính chất khác nhau ở Khánh Thị, hắn vẫn luôn nằm trong chi pin chủ lực của Khánh Thị. Cho nên, nhắc tới đánh trận, La Lam thật sự kích động. Nói thật trong thời gian hơn một năm này, La Lam rất bận rộn, nhưng thật sự không phải chiến tranh, trên cơ bản chỉ là làm mấy chuyện dùng gậy quấy phân heo thôi. Cũng không phải hắn muốn làm gậy quấy phân heo, thật sự thì Khánh Thị cần có một người như thế để làm một ít chuyện không thể lộ ra ánh sáng, mà người Khánh Trần có thể tuyệt đối tín nhiệm lại không nhiều lắm, chỉ có thể để hắn làm. Giờ khác này, nhâm tiểu túc đang nghe gọi điện thoại trong doanh trướng chỉ huy nhìn Vương Uẩn cùng P, 5092. Vừa rồi bọn họ còn sợ có hơn 2.000 mọi giờ đột nhiên xuất hiện ở hướng Tây Bắc, điều này cả đám vô cùng lo lắng chiến cuộc sẽ xuất hiện biến cố gì, kết quả lại là viện quân năng lực của tuân dạ vũ chắc chắn không sai cơ mà p năm chín hai thật sự không nghĩ tới đó sẽ là viện quân đạn dược trên trận địa phòng ngự đã sắp hết kẻ địch sắp gia tăng binh lực bề ngoài trông b năm chín hai bình tĩnh không ngợn sóng nhưng thì thật trong lòng đã nóng như lửa đốt kết quả hai nghìn người kia lại là cứu binh nhâm tiểu túc nhìn p năm chín hai một cái kêu bọn họ phối hợp thế nào chúng ta cũng không rõ tình huống ngoại vi của quân đoàn viễn trinh lắm thời điểm này bỗng nhiên La Lam nói. Nếu không để ta tiến công thăm dò thử một chút, nhìn xem hư thật của mọi dợ ra sao. Nhưng P. 5092 đột nhiên nhận điện thoại và bình tĩnh nói. Không được, bây giờ các ngươi chưa thể gia nhập chiến trường. Tuy rất cảm tạ các ngươi gấp rút tiếp viện tả Vân Sơn, nhưng lấy thực lực vốn có của các ngươi cũng không thể tạo ra ảnh hưởng to lớn gì đối với cục diện chiến đấu hiện tại. Cho nên hy vọng trước tiên các ngươi hãy âm thầm tới bờ dung phụ cận, chờ đợi bước tiếp theo trong kế hoạch tác chiến của chúng ta có lực lượng viện trợ bên ngoài hiển nhiên chuyện tốt, hơn nữa chiến sĩ nano xác thực rất mạnh. Nhưng nếu như tác chiến chính diện cùng quân đoàn viễn trinh, 2000 chiến sĩ nano cũng không thể trở thành mấu chốt định thắng bại, cho nên bọn họ cần được dùng vào bước hữu hiệu nhất của kế hoạch. Lúc này, viện quân đến nơi có thể nói đã giúp đám nhâm tiểu tốt chấn hương sĩ khí. Nhưng B, 5092 lãnh tĩnh phân tích thế cục hiện tại, cuối cùng vẫn quyết định trước hết để chi đội Tây Nam này trở lệnh. La Là La vui tươi hấn hở cười nói. Được, chúng ta phục tòng mệnh lệnh, vừa rồi ta đã nhìn thoáng qua địa đồ, cách tả Vân Sơn chừng 11 km có một bờ sống, cách vị trí hiện tại của chúng ta khoảng 16 km, ta tính sau 40 phút đồng hồ sẽ đến, tới nơi sẽ liên lạc với các người. B. 5092 nói Cảm ơn, chờ tin tức của các người. Bảo trọng, nói xong hai bên liền cúp điện thoại, B. 5092 hít một hơi thật dài rồi cười nói. Chỉ cần quân đoàn viễn trinh không có viện binh thì chúng ta vẫn còn một tên hy vọng. Chỉ có một tia thôi hả? Tiểu mập mạp trắng nõn tuân dạ vũ thẩm nói. Nghe có khác nào chờ chết đâu. Chúng ta chỉ có mấy ngàn người, quân đoàn viễn trinh có mấy vạn người, có một tia hy vọng đã tốt lắm rồi. B. 5092 vừa cười vừa nói. Vương ẩn quan sát biểu tình của B. 5092 một chút, hắn phát hiện đối phương có phần nhẹ nhõm hơn xem ra đám người la lam đến đã giúp B, 5092 có thêm một ít lòng tin. Kết quả vào lúc này, một tham mưu tác chiến bỗng nhiên chạy vào từ bên ngoài. Trường quan, trận địa số 3 thiếu chút nữa đã bị cao thủ mọi giờ ẩn giấu đột phá, may mà lại lừa dối xuất thủ, bằng không thì xong rồi. Hiện tại trận địa số 3 đã dùng hòa lực dày đặc bức lui mọi giờ, nhưng bọn họ đạn dược đã sắp cạn, hy vọng có thể nhận được trợ giúp. Ngươi còn đồ ăn không? Trên trận địa số 2 một binh lính quát ta nhớ trong lúc ăn cơm người đã lấy hai thanh lương khô mà, mau cho ta một cái, ta sắp chết đói rồi. Trận địa số 2 được binh đoàn số một đóng giữ, bọn họ cảm giác dường như bản thân đã ở trên trận địa rất lâu rồi, nhưng kỳ thật chỉ mới chừng 4 tiếng mà thôi, cơ mà đối với bọn họ mà nói, thời gian dài dằng dặc như 4 năm vậy. Trong chiến đấu, thể lực tất cả mọi người đều tiêu hao một lượng lớn, binh sĩ đói rất nhanh, hơn nữa còn trả lại không có thời gian ăn cơm, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Hơn nữa, đói còn chưa tính, còn có chiến hữu ở bên cạnh khiến người đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ta có cái giám này, người ăn không? Một đám hán tử Tây Bắc ở trên trận địa hùng hùng hổ hổ bắn súng, họ cầm súng trường trong tay, nếu có thể bắn chết một mọi dợ, binh sĩ nọ sẽ hưng phấn hô to, mãi đến khi hô tới thản giọng thì thôi. Tinh lực một người có hạn, đạn dược cũng có hạn. Từ một khắc khai chiến toàn diện này, từng phút từng giây thế công của quân đoàn Viễn Trinh chưa từng dừng lại. Thế nhưng, quân đoàn Viễn Trinh sẽ không mỏi mệt, vì mỗi đợt tiến công mới đều là binh sĩ chủ lực đã được nghỉ ngơi dưỡng sức tốt. Mà chiến lữ số 6 thì khác, bọn họ không có nhiều binh sĩ để không ngừng tiêu hao kẻ địch như quân đoàn viện trinh. Tất cả mọi người trên trận địa không ngừng phải đối mặt với thế công mãnh liệt. Qua thời gian lâu dần, tất cả mọi người đều sẽ mỏi mệt và đói bụng. B. Năm 5092 ở trung tâm điều hành, chiến lữ số 6 là chi đội được tăng cường thêm của Tây Bắc. Dù trong có rất nhiều có quan quân đầy đủ kinh nghiêm, nhưng tất cả mọi người đều chỉ được đề bạt tạm thời, khi đối mặt với trận chiến không ngang sức này hiển nhiên có chút lún cuống tay chân tỉ như việc tiếp tế từng trận địa cũng cần b năm không chín hai nhắc nhở may mà hiện giờ hắn có vương ẩn, thuận miệng hỏi tư liệu nào cũng rất nhanh nhận được kết quả từng phần vật tư được hậu cần chuyển đến trận địa phòng ngự vấn đề đói bụng hẳn rất nhanh sẽ được giải quyết nhưng cảm giác mỏi mệt lại vô pháp tiêu trừ lúc này đã qua 4 giờ bắn tỉa tần suất bắn của dương tiểu cận cũng dần chậm lại vì cam đoan độ chính xác cao nên nàng bắt buộc phải làm như vậy nếu duy trì tần suất bắn như hiện tại thì e rằng 10 phát súng sẽ có ba phát là thất bại. Hơn nữa, thời gian bắn dài càng dài thì di chứng càng lớn, sức giật của súng bắn tỉa rất lớn, dù Dương Tiểu Cận là siêu phàm giả cũng có phần cánh không được. Hõm vai của nàng mơ hồ run lên, ngón tay bóp cò cũng dần đau xót, thậm chí còn hơi run rẩy, cả cánh tay phải cũng dần không còn sức. Nhâm Tiểu Túc ở dưới núi lớn tiếng hỏi. Có muốn nghỉ ngơi một chút hay không, ta thấy trạng thái của ngươi không tốt lắm. Kết quả Dương Tiểu Cận nhìn hắn một cái rồi tiếp tục nổ súng. Về tiền tuyến của ngươi đi, chỗ này của ta ngươi không cần quan tâm, những người khác đều không nghỉ ngơi, ta bằng cái gì lại được nghỉ ngơi, ngươi lại từ tiền tuyến chạy qua, ta liền nổ súng bắn ngươi. Nhâm Tiểu Túc Được rồi, Nhâm Tiểu Túc nhìn Dương Tiểu Cận cào nhau thì nhớ mi cười, hắn biết cô nàng này có thể chiến đấu tiếp. Nhâm Tiểu Túc không nói gì nữa mà quay người chạy tới trận địa số 4, đạn dược phía bên kia đã sắp dùng xong, Tham mưu tác chiến nói trưởng quan P-5092 đã cho chuyển đạn dự dự trữ qua, nhưng nghiêm tiểu túc lo lắng giữa trường xuất hiện vấn đề nên tới đó quan sát một chút. Lúc này P-5092 không chỉ điều hành vận chuyển đạn dược mà còn sai người lấy một ít nước lên tiền tuyến để làm lạnh súng máy, không còn cách gì khác, vì các đoàn súng máy hạng nặng có thể sử dụng bình thường, chỉ có thể để các binh sĩ nhịn khác một chút. Bây giờ không phải lúc để thương cảm binh sĩ, cũng không có cách nào thương cảm mọi người, may mà tất cả mọi người đều hiểu. Ban đầu Trương Tiểu Mãn còn hỏi, có cần ưu tiên cho binh sĩ uống nước trước rồi dùng nước tiểu làm lạnh súng máy không, tuy có hơi buồn nôn nhưng là lại vẹn cả đôi đường. Kết quả B, 5092 trả lời không được, nước tiểu không đủ lạnh, hơn nữa hiện tại các binh sĩ đã lâm vào trạng thái thiếu nước, nước uống vào sẽ bổ sung cho cơ thể, kỳ thật không ra bao nhiêu nước tiểu. Có ít người cho rằng phương pháp vẹn cả đôi đường trên chiến trường có rất nhiều, nhưng đó là vì bọn họ chưa từng trải qua chiến đấu thảm thiết mà thôi. Công thủ chiến sẽ phải hao tổn rất nhiều binh lực khiến binh sĩ mệt mỏi tới cùng cực. Hiện tại quân đoàn Viễn Trinh sẽ không thu tay, lúc này bọn họ chỉ cần lơ là một chút thì trận địa phòng ngự sẽ có thể lấy lại sức. B. 5092 hỏi Vương Uẩn Đại lừa dối đã tới trận địa số 2 chưa? Tới rồi. Vương Uẩn nói. Chẳng qua tình huống cũng không quá lạc quan, vừa rồi hắn gấp rút tiếp viện trận địa số 3 đã hơn 10 cao thủ của đối phương vây công, thiếu chút bị kéo ra bên ngoài trận địa, hiện tại thật vất vả mới quay lại được, xem chừng có chút kiệt lực, chẳng qua hắn nói không vấn đề gì, hắn vẫn có thể đánh. B. 5092 lắc đầu Một người đối mặt hơn 10 mọi dợ cao thủ quả thật có chút cố hết sức, tốt nhất hãy để cho hắn nghỉ ngơi một chút. Nếu không ta cùng quý tử ngang sẽ tới trận địa số 2 nhé, phối hợp với binh sĩ đóng quân nơi đó hẳn không có vấn đề gì. Vương Uẩn nói Không được, hiện tại hai người các ngươi phải ở lại bộ chỉ huy, các ngươi phải hiểu, các ngươi có chuyện quan trọng hơn cần làm. B. 5092 kiên định nói. Lúc này, đại lừa dối đang dựa vào công sự phòng ngự thờ hồn hền, đoàn trưởng tiền Đức Văn bên cạnh nói. Trương Hổ Thắng trưởng quan. Đừng gọi đại danh của ta, gọi ta là đại lừa dối. Cái tên đại lừa dối này nghe lâu quen tai rồi, nghe tên thật không quen. Đại lừa dối hùng hùng hổ hổ nói. Được, đại lừa dối trưởng quan. Tiền Đức Văn nói. Ta thấy sắc mặt ngươi có phần trắng xám bây giờ chúng ta đã chịu được, ngươi nghỉ ngơi chút đi. Đại lừa dối cười mắng. Đại lừa dối trưởng quan là cái quái gì? Hai người đang nói chuyện thì bỗng nhiên chiến sĩ trọng giáp đã vọt tới tâm chắn của trận địa số 2. Nhưng chiến sĩ trọng giáp này đỡ lấy từng phát súng mà đi tới, bắt thấy bọn họ sắp đột phá trận địa thì đã bị súng máy hạng nặng cùng súng lựu đạn khó khăn ngăn cản. Chiến sĩ trọng giáp như chống lại mưa to gió táp mà tiến lên, khi cự ly của bọn họ chỉ cách phòng tuyến chừng 5 mét, càng thì tốc độ càng tăng cứ như nhất cử phải phá tan phòng tuyến. Kết quả, một chiến sĩ trọng giáp vừa chạm tay vào biên giới công sự phòng ngự, chuẩn bị mượn lực nhảy lên thì một cái chân to đã đạp lên đầu hắn, khiến hắn gãy cổ. Đại lừa dối mau lẹ nhảy ra phòng tuyến, dùng hỏa lực yểm hộ ta, cản đám mọi dỡ phía sau lại, những mọi dỡ mặc trọng giáp này đều giao cho ta. Chỉ là một trong chớp mắt, binh lính phía sau trận địa phòng ngự đã nâng họng súng lên, súng máy hạng nặng trên phòng tuyến lập tức tạo thành hỏa lực tan chéo khiến chiến sĩ trọng giáp phía sau không cách nào tiến lên, tránh đám mọi dợ đồng loạt vây giết đại lừa dối. Đại lừa dối vừa chặn giết chiến sĩ trọng giáp vừa quan sát quân đoàn viễn trình bị hòa lực áp chế ở phía xa, cao giọng tán thán. Có thủ đoạn, lừa này lực áp chế rất xinh đẹp, còn dư lại đều giao cho ta. Đoàn trưởng tiền Đức Văn đằng sau phòng tuyến cấp bách chỉ huy binh sĩ xạ kích, giúp đỡ đại lừa dối giải trừ hậu họa. Tuy bọn họ không có biện pháp gì tốt để chặn chiến sĩ trọng giáp nhưng bọn họ vẫn sẽ cố hết sức cống hiến lực lượng của bản thân. Chiến tranh đã kéo dài tới bây giờ, đã không ai có thể rảnh rỗi mà để ý tới một người. Trận địa phòng ngự này cũng không phải dựa vào Dương Tiểu Cận đại lừa dối, Nhâm Tiểu Túc B 5092, quý tử ngang hay vương uẩn trực tiếp ra tay. Tất cả đều là dựa vào mỗi một tướng sĩ bên trong chiến lựa số 6 ra sức bảo vệ. Có lẽ siêu phàm giả trong trận chiến này chói mắt hơn nhưng những binh sĩ bình thường mới là cơ sở tạo nên phòng ngự vững chắc. Ngay tại thời điểm đại lừa dối ra sức chém giết, Nhâm Tiểu Túc ở trận địa số 4 vừa mới thối lui về phía sau nghỉ ngơi một chút sau khi ngăn trở thế công của mọi dợ. Mà đạn dừa tiếp tế rốt cục cũng được vận chuyển tới. Điều khiến Nhâm Tiểu Túc ngoài ý muốn là Linh xuất hiện tại đây, hắn hỏi. Có chuyện gì sao? Không có gì. Linh nói. Ta tính qua số đạn dừa của các người, hẳn là còn thừa không được bao nhiêu. Nhâm tiểu túc cười cười. Ý người là chúng ta sắp thua rồi, nếu như trận địa phòng thủ thất thủ, những người máy nano ngươi lấy được cũng sẽ mai táng ở đây việc này không quan trọng dường như linh cũng không lo lắm về việc người máy nano không đủ dùng nói ta vẫn luôn suy nghĩ kỳ thật chiến sự trung nguyên cùng tây bắc cũng không có quan hệ quá lớn vì sao các ngươi phải thủ vững tả vân sơn việc này cũng hợp lắm với những gì ta đoán nếu các ngươi lui về tây bắc ngồi xem vương thị cùng hòa chuẩn bị tiêu hao mới là quyết định có lợi nhất đối với tây bắc hẳn trong mắt của ngươi chúng ta là các thế lực đối đầu nhau nhưng theo chúng ta lúc này kẻ địch chỉ là mọi rợ phương bắc bất kể là hòa trùng phương thị hai tây bắc đều là đồng bào nhâm tiểu túc nói nhân loại là một loài động vật cảm tính mọi rợ tới trung nguyên từ việc bọn họ tàn sát hàng loạt dân trong thành đã định tất cả đồng bào chúng ta đều sẽ không chết không thôi cùng bọn họ vậy tại sao người của khánh thị lại tới nơi này chứ linh hỏi bởi vì đó là bằng hữu Nhâm Tiểu Túc Ung Dung nói, tuy là làm làm người không quá đứng đắn, lại đặc biệt thích giết người phóng hỏa, nhưng đối với bằng hữu mà nói thật sự rất tốt. Bằng hữu sao? Quả là một cách gọi khiến người ta người ta chờ mong. Bây giờ chúng ta có tính là bằng hữu không? Linh hỏi. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi lại, ngươi cảm thấy thế nào? Linh lắc đầu, ta không biết. Nhân loại các ngươi đối với bằng hữu quá phức tạp chẳng qua ta thấy các ngươi thường xuyên dùng vì người khác không để làm thước đo cho quan hệ bằng hữu từ khái niệm này mà nói hẳn chúng ta vẫn chưa bởi ta chưa vì ngươi làm gì cả nhâm tiểu túc cười cười kỳ thật có đôi khi cũng không phức tạp như vậy linh bỗng nói trong tính toán của ta các ngươi cũng không khống chế và quản lý đạn dược thật tinh tế hiện giờ chỉ còn một phần thắng nhưng rất nhanh sẽ không tới một phần nữa trừ phi lại xuất hiện kỳ tích bằng không lấy năng lực của ngươi cũng không cách nào ngăn cơn sóng dữ sinh lực quân đoàn viễn trình rất nhiều. Kỳ tích, nhâm tiểu túc vịn công sự che chắn đứng lên. Thế giới loài người trong từ trước đến nay không thiếu kỳ tích, ta tin tưởng kỳ tích nhất định sẽ xuất hiện. Tuần dạ vũ B. Năm không chín hai nhìn xa bàn trong giang trướng chỉ huy. Vị trí ta kêu ngươi chú ý lúc trước thế nào rồi. Lúc này tuân dạ vũ đã không còn trắng nõn nữa, trên mặt hắn là mồ hôi cùng bụi bặm rất bẩn hiện giờ hắn lại càng giống là một binh sĩ Tây Bắc thay vì ngoại nhân hơn. Hắn hồi đáp. Đã chú ý, nhưng số lượng mọi dợ trong đó vẫn không hơn vạn, hiện tại thấy công mọi dợ nhìn thì có vẻ cấp bách nhưng cách điều quân thật sự rất vững vàng. Trong nhận thức của tuân dạ vũ, mấy vạn hỏa diễm của mọi dợ hội tụ như sông ngòi trong đầu óc hắn, mà đường sông vẫn luôn khơi thông, không xuất hiện tình huống hỗn loạn gì. Điều này nói rõ quan chỉ huy của đối phương vô cùng thông minh, nắm hết thảy mọi thứ trong tay xem ra đối phương hiểu rõ chúng ta còn có đòn sát thủ. B. 5092 chỉ bày tòa núi. Cho nên, trong quá trình mọi dựa tại tiến quân vẫn dùng tiết tấu xảo dựa phân bố binh lực tiến nhập chiến trường, dù chúng ta có thể phá hủy mấy ngọn núi này thì bất quá cũng chỉ giết được hơn vạn người, vẫn chưa đủ ảnh hưởng để giúp chúng ta giành chiến thắng. Hiện giờ La Lam dẫn theo chiến sĩ Nano đến phía nam Tả Vân Sơn, thế nhưng P. 5092 vẫn chậm chạp chưa tìm được điểm đột phá điều này khiến hắn không khỏi cảm thấy có chút vô lực bấy giờ tuân dạ vũ bổ sung thêm lúc trước ta từng nhắc nhở thiếu soái nói có đánh lén chỗ núp trên ngọn núi phía sau kỳ thật vật thí nghiệm xuất hiện lần đó chỉ có một phần mười mà thôi bây giờ còn mấy trăm vật thí nghiệm tụ tập sau lưng chúng ta e rằng một khi chúng ta ở vào thế bại trận chúng sẽ lần nữa leo qua núi công kích trận địa phòng thủ tin tức này không thể nghi ngờ gì đã khiến trong lòng p năm hai càng thêm trầm trọng hắn hỏi vương uẩn bây giờ thiếu soái đang ở đâu thiếu soái đang ở trận địa số 4, vừa mới giúp đỡ mọi người đánh lui một đám mọi giờ vương uẩn nói chúng ta vừa bổ sung đạn dược cho họ nên không sao ngươi muốn thiếu soái chặn giết vật thí nghiệm phía sau chúng ta sao ngươi phải hiểu tuy thiếu soái mạnh mẽ nhưng hắn không phải là thần hắn đã chiến đấu được 5 giờ ngươi nhìn tần suất bắn của thiếu soái phu nhân đi đã chậm lại rồi đại lừa dối cũng sắp không chịu nổi thiếu soái sao có thể ngoại lệ đúng vậy. B năm không chín hai thở dài nói. Hơn nữa, dù nhâm tiểu túc vẫn còn trong trạng thái đỉnh phong, chỉ sợ cũng không cách nào một mình đối mặt với mấy trăm vật thí nghiệm. Lúc trước vật thí nghiệm tập kích dương tiểu cận chỉ là người trung nguyên chuyển hóa thành mà thôi. Dựa theo lời của nhâm tiểu túc, còn rất nhiều mọi dợ chuyển hóa thành vật thí nghiệm lại càng thêm cường đại hơn nhưng vẫn chưa xuất hiện. Nếu vật thí nghiệm sau khi chuyển hóa sẽ nhận được thực lực, như khi nó còn sống thì mọi dợ cao thủ sẽ kinh khủng tới cỡ nào. B năm không chín hai không thể để nhâm tiểu túc mạo hiểm như vậy hắn quay đầu nói với quý tử ngang quý tử ngang sắp cần người xuất thủ rồi quý tử ngang đứng thẳng người đã rõ ta chỉ chờ ngươi nói sẽ phá hủy sáu ngọn núi kia ngay không phải là sáu ngọn núi b năm không chín hai sửa lại là bảy ngọn núi quý tử ngang có chút sửng sốt bảy ngọn núi phải biết rõ bảy ngọn núi là bao gồm cả ngọn núi phía sau bọn họ nếu cả bảy đều bị hủy diệt đến lúc đó tất cả trận địa phòng thủ đều sẽ bị vùi dưới chân núi đây là thủ đoạn đồng quy vu tận p năm chín hai giữ lại lúc trước chẳng lẽ hiện tại lại muốn sử dụng sao b năm chín hai nói khi số đạn dược cuối cùng được vận chuyển ra tiền tuyến thì trận địa sẽ lâm vào tình trạng thiếu đạn dược thế công của quân đoàn viễn trinh sẽ càng mãnh liệt hơn đạn dược tiêu hao cũng nhanh hơn so với dự tính cho nên trận địa sẽ lập tức thất thủ Quý tử ngang nhìn về phía Vương Uẩn, hắn phát hiện biểu tình của đối phương không chút kinh ngạc, chứng tỏ Vương Uẩn đã sớm biết chuyện này. Kiêu thiếu soái tới. B. 5092 chín hai nói. Ta cần hắn dùng đoàn tàu hơi nước chở một ít binh sĩ rời đi, đây không phải trốn mà để bảo lưu một chút lực lượng. Trước đó B. 5092 chín hai biết nhâm tiểu túc có hơi nước đoàn tàu, nhưng có thì đã sao, bọn họ vừa đi, vương thị lập tức cánh chịu hết thảy áp lực, cho nên bọn họ không đi được. Hiện tại, Dĩ nhiên B, năm đã xác định trận địa phòng thủ đã lâm vào tình cảnh không cách nào xoay chuyển, vì thế muốn giữ lại 3 phần tư binh lực để ngăn chặn quân đoàn viễn trinh, 1 phần tư còn lại tranh thủ thời gian rời đi. Sau đó, hắn sẽ để quý tử ngang phá hủy 7 ngọn núi, bao gồm ngọn núi phía sau bọn họ nữa. Có nên đánh tiếp không? Lỡ thiếu soái còn có át chủ bài gì đó thì sao? Quý tử ngang nói. Có lẽ sẽ có kỳ tích. Kỳ tích sao? B. Năm 092 cười khổ, bấy giờ, một người tham mưu tác chiến vô cùng cấp bách chạy vào từ bên ngoài. Đạn dược của trận địa số một đạn dược đã hết, trưởng quan, làm sao bây giờ? Đã hết, Vương ẩn cảm thấy không đúng. Rõ ràng phải còn ít nhất nửa tiếng mới hết kia mà, tham mưu tác chiến đau khổ nói. Mọi giờ đột nhiên bỏ trận địa số 2, tập trung hỏa lực vào trận địa số 1, không còn cách nào khác chúng ta chỉ có thể dùng hết sức áp chế hỏa lực mà thôi hiện tại thiếu soái phu nhân đã giết một quan quân chỉ bọn họ khiến mọi dợ tạm thời thối lui nhưng nếu tiếp tục thế chỉ sợ trận địa số một rất nhanh sẽ bị đột phá b năm nói với vương uẩn nhanh nhanh đi tìm thiếu soái kêu hắn đến trận địa số một còn nữa nói cho hắn biết chuyện rút lui và bắt đầu hành động đi sau đó b năm đột nhiên hỏi quý tử ngang người có biết không muốn phá hủy ngọn núi thứ bảy, ngươi phải ở lại chỗ này. Quý tử ngang cười cười. Được rồi, ta đã chuẩn bị tâm lý. Được. B. 5092 gật đầu. Hiện tại ngươi phá hủy ngọn núi ở trận địa số 1 đi, tranh thủ kéo dài thời gian, mau đi đi. Nhưng vào lúc này, cơn dạ vũ đột nhiên ngẩng đầu hét lớn. Đợi một chút, hướng tây bắc lại lửa sinh mệnh đặc thù. B. 5092 đám người sừng rớt một chút. Chỉ có một sao, chỉ có một thì giống lớn tiếng như vậy làm gì?" Tuân Dạ Vũ kích động nói. "Bởi vì ta chưa từng cảm giác được bất kỳ một sinh mệnh nào cường đại như thế, các ngươi biết không, ta đã thấy rất nhiều rất nhiều siêu phàm giả, gộp lại tất cả cũng không bằng người này." Nghe xong, tất cả mọi người đều chấn kinh, số lượng siêu phàm giả Tuân Dạ Vũ từng gặp e rằng trên trăm người, nhiều như vậy còn không bằng người này, rốt cục đây là ai? "Thần Minh à." Không đợi mọi người kịp suy nghĩ cẩn thận, Tuân Dạ Vũ lại quát to lên phương bắc cũng xuất hiện sinh mệnh đặc thù mới có trên vạn người có người bình thường cũng có mấy ngàn ngọn lửa mãnh liệt như cao thủ mọi rợ họ đang tại nhanh chóng tới gần tà vân sơn tốc độ mấy ngàn sinh mệnh cường đại kia rất nhanh sao có thể nhanh như vậy chứ b năm chín hai im lặng nửa ngày lại là cứu binh đến tìm thiếu soái sao vương uẩn cười nói ta nguyện ý tin tưởng đó chính là cứu binh một lát sau nhâm tiểu túc vẫn còn ở trận địa số bốn nghìn ngơi vừa nghỉ ngơi vừa câu được câu không trò chuyện cùng linh trong lúc trò chuyện đột nhiên có tiếng sói chu bên ngoài tả vân sơn lên phảng phất như một chuôi kiếm sắc bén rút khỏi vỏ nhâm tiểu túc bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ngọn núi chỉ thấy một đầu cự lang cường tráng màu bạc lằng lặng đứng trên đỉnh núi giống như quân vương quan sát quân đoàn viễn trình dưới núi nhâm tiểu túc nói với linh cười nhìn thấy không kỳ tích đã xuất hiện linh dừng rốt một chút nó đã sớm phát hiện chi binh sĩ cùng đàn sói tới từ thảo nguyên này chẳng qua nó chỉ nghĩ đây là đám người thấy trung nguyên cháy nhà tới hôi của thôi không ngờ đối phương lại tới tả vân sơn nhìn bộ dáng này có lẽ là tới vì nhâm tiểu túc mà nhâm tiểu túc cũng biết rõ người tới là ai đỉnh núi phía sau trận địa phòng ngự có mấy trăm vật thí nghiệm màu xám đang du đãng trong nơn sơn giã chúng nhận được mệnh lệnh của hắc bảo để đóng quân tại đây nhằm giết sạch người sẽ chạy trốn qua con đường này hắc bảo không để chúng trực tiếp tập kích trận địa phòng ngự vì trong đám vật thí nghiệm này có tướng lãnh ngoại liên kinh của quân đoàn viễn trinh này đã bị hắn đồng hóa trong số những vật thí nghiệm này, có rất nhiều binh sĩ còn sống bị hắc bà bắt tới. Nếu những vật thí nghiệm mọi dợ đó xuất hiện trên chiến trường, e rằng quân đoàn viễn trình sẽ có hiểm khích với nó. Nhất là mọi dợ ngoã liên kinh, ngàn vạn lần không thể để người của quân đoàn viễn trình thấy được. Giờ này khắc này, nhóm vật thí nghiệm đang nằm dạp dưới đất chờ nhận lệnh bỗng quay đầu nhìn về phía sau bọn nó. Chỗ đó có loại khí nhân tức. Một cơn gió thoảng qua, mùi thơm thoang thoảng theo gió như đóa hồng chợt nở trong đêm đen nhưng vật thí nghiệm không hề để ý đây là mùi thơm hay mùi hôi. Chúng chỉ biết phải giết bất kỳ nhân loại nào tới nơi này. Chỉ là, không đợi chúng kịp tìm ra nguồn gốc của mùi hương này, đám vật thí nghiệm lại thấy giữa sơn dã có vô số dây leo không ngừng lan tràn. Bản năng sợ hãi vốn có khiến vật thí nghiệm không ngừng lui về phía sau, chúng dị thường thận trọng với số dây leo đó. Ngoã liên kinh gào lên một tiếng, một vật thí nghiệm cẩn thận từng ly từng tí tới gần dây leo, muốn xem thử dây leo kia rốt cuộc là thứ gì. Thế nhưng vào lúc nó vừa mới đụng tới dây leo thì vô số dây leo còn lại trên mặt đất đồng thời bò tới, đâm vào cơ thể nó. Thân thể đạn bắn không thủng của vật thí nghiệm cứ thế bị dây leo đâm xuyên qua. Trong khoảnh khắc, dây leo kinh khủng bao vật thí nghiệm lại thành cái kén rồi kén vào trong rừng. Nhất thời, vật thí nghiệm đều như gặp phải đại địch, chúng chưa bao giờ thấy qua loại thực vật nào quỷ dị như thế. Vật thí nghiệm vẫn còn chỉ số thông minh tuy hơi thấp, đương nhiên chúng biết thường xuân này nguy hiểm cỡ nào. Đại nha hoàn ở giữa sơn dã thấy đám vật thí nghiệm này không chủ động khiêu khích thường xuân nữa thì chậm rãi từ từ đi ra. Chạy thật xa tới đây liền thấy được thứ bẩn thiếu như các người, thật đúng là suối quẩy mà. Đám vật thí nghiệm yên lặng đánh giá nữ nhân đối diện, chỉ thấy trên 10 ngón tay đối phương tất cả đều đeo nhẫn, trên cổ là một chuỗi vòng cổ chân châu lóe sáng, muốn bao nhiêu phú quý có bấy nhiêu phú quý. Hơn nữa, dù đối phương ở trong nơi sơn dã cũng ăn mặc một thân sườn xám màu tím, có ai chiến đấu mà mặc thế đâu cơ chứ trừ phi là người tự tin vào bản thân. Trên thực tế, hiện giờ đại nha hoàn sát thực rất mạnh. Ban đầu khi vừa thu thập được thường xuân, nàng vẫn không nghĩ bản thân có ngành mạnh như vậy. Nàng chỉ cảm thấy khí lực bản thân dùng mãi không hết mà thôi. Sau khi từ biệt với nhâm tiểu túc ở Thánh Sơn, về sau nàng cũng không nhàn rỗi. Đại nha hoàn một đường đi về phía Tây Bắc, một đường gặp được bao nhiêu thổ phỉ liền lấy ra thử năng lực của mình. Kết quả thổ phỉ quá yếu, một đường đánh mãi nàng vẫn chưa hao hết thể lực. Chẳng qua, dù sao bây giờ nàng biết nàng rất mạnh là được. Lúc này, Chu Ngân Tuyết còn có thể nghe được tiếng súng ở phía bên kia ngọn núi, hẳn chiến đấu nơi đó rất kịch liệt, nàng đi mãi đi mãi cuối cùng cũng tới. Chu Ngân Tuyết lườm đám vật thí nghiệm đó một cái, trong mắt là thần sắc ghét bỏ không chút che giấu, phảng phất như nhìn đám xấu xí này nhiều hơn một cái sẽ khiến mắt mình ô ế mất, kỳ quái, sao không thấy hắc bảo lão gia nói. Mặc kệ, giết chết trước rồi nói sao. Nghĩ tới đây, dây leo bên người đại nha hoàn bắt đầu cuốn về phía đám vật thí nghiệm, đợi đến khi vật thí nghiệm muốn chạy trốn lại phát hiện không biết khi nào dây leo thường xuân kia đã triệt để bao vây chúng đúng vậy một mình đại nha hoàn đã tiêu diệt một nhóm vật thí nghiệm hắc bảo khổ tâm chuyển hóa tới mấy vật thí nghiệm hiện tại đã đoàn diệt vì dây leo ngoã liên kinh dẫn theo nhóm vật thí nghiệm còn lại muốn mở ra một con đường sống thế nhưng dù chúng có thực lực mạnh hơn nữa thì đứng trường thường xuân có thể diệt một tòa thành chúng dãy dụa bao nhiêu cũng chỉ là vô ích vật thí nghiệm không ngừng kéo đứt dây leo trên người thế nhưng ngay sau đó đã có dây leo mới cuộn lên phẳng vất như dây leo vô tận kéo mãi không hết. Được rồi, đừng vùng vẫy nữa, ta giải quyết xong bên này sẽ tới các người, hơn nữa còn phải vội vàng đi cứu lão ra nhà ta nữa. Đại nha Hoàn vừa nói xong, dây leo khắp núi điên cuồng triệt đề bao phủ vật thí nghiệm, chỉ một giây đồng hồ, tất cả vật thí nghiệm đều không còn động tính gì. Dưới loại năng lực có cấp bậc này, cuộc chiến chẳng khác nào người lớn đánh trẻ nhỏ, căn bản không có rủi ro và lo lắng gì. Đại nha Hoàn móc một cái điện thoại vệ tinh ra lão gia, vật thí nghiệm phía sau núi đều đã được giải quyết, nhưng ta không thấy hắc vào ngươi nói. trong điện thoại truyền đến thanh âm của nhâm tiểu túc hẳn đã sớm chạy rồi, chẳng qua không sao, lần này nó trốn không thoát đâu. được, hiện tại ta sẽ tới hỗ trợ chiến trường chính diện. đại nha hòa nói không cần. nhâm tiểu túc nói bây giờ năng lực của ngươi vẫn chưa thể bại lộ trong tầm mắt mọi người bằng không sẽ rất dễ để họ liên tưởng đến chuyện hàng rào 61 bị tiêu diệt, có nói cũng không rõ, đến lúc đó dư luận sẽ không ngừng vây công ngươi. Xoắn suýt bọn họ làm gì, ta không sợ bọn họ đâu. Chu ngành tuyết hồn nhiên vô tư nói. Được rồi, nếu ngươi còn dư lực thì vũng trộm liệp sát mọi dở tan tác trên núi đi. Nhâm tiểu túc nói xong thì cút điện thoại. Đại nhà hoàn bĩu môi thầm nói. Vội như vậy làm gì, dù gì hiện tại ta cũng là sư phàm giả đỉnh cấp chưa nói được mấy câu đã vội vã tắt điện thoại thật sự là vô tình mà nói xong đại nha hoàn đi vào trong sơn giã trên mặt đất dây leo theo cốc bộ của nàng liên tục kéo dài về phía đường nhỏ trong núi chẳng qua vừa rồi lão ra nói cái gì nhỉ quân đoàn viễn trinh sắp thua sao không phải lúc trước nói quân tây bắc thiếu chút đánh nữa là đánh không lại quân đoàn viễn trinh rồi sao bây giờ mọi dựa lại thua được chẳng lẽ còn có những người khác tới cứu lão ra lúc này nhâm tiểu túc nhìn lăng vương trên đỉnh núi lang vương cũng yên lặng quan sát hắn nhâm tiểu túc vô cùng xác định đây chính là lang vương hắn từng quen biết lúc trước hắn còn từng cho đối phương hắc dược kia mà đối phương rất thích có đôi lúc nhâm tiểu túc sẽ nghĩ đàn sói đâu rồi vì sao hắn không nghe được tin tức gì lẽ ra sau khi đàn sói tăng cường nhân số thì dù sống trong rừng vẫn sẽ có người gặp qua thế nhưng đàn sói lại giống như bốc hơi khỏi nhân gian hiện tại nhâm tiểu túc mới hiểu được thì đàn sói đi theo nhan lục nguyên đến thảo nguyên mà nhan lục nguyên chính là tân vương trên thảo nguyên trên núi tả vân bỗng nhiên vang lên tiếng kèn tiếng kèn tăng thương nghe có chút vội vàng và bối rối mọi dợ vốn đang tấn công trận địa phòng ngự lại đột nhiên rút lui trên núi tả vân vốn sĩ quân đoàn viễn trinh đang công kích một cách hung hãn không sợ chết nhưng từ khi lang vương xuất hiện đỉnh núi đội hình tự động tiến công của bỗng nhiên loạn cả lên tiếng kèn liên tiếp vang lên trong sân cốc tựa hồ thúc giục tiền tuyến binh sĩ nhanh chóng lui lại b năm không hai quan sát hướng đi của mọi dợ hắn xác định mọi giờ không hề dối trá mà thật sự rút lui. Hắn cũng ngẩng đầu nhìn cự lang trên đỉnh núi, sau đó hỏi Vương Uẩn. Lúc trước người từng gặp qua loại sói biến dị này chưa? Vương Uẩn rất nghiêm túc nhớ lại. Tin tức về đàn sói từng xuất hiện qua mấy lần, lần đầu tiên là tại vụ cận hàng rào 113, chẳng qua hàng rào này đã vì bị hủy diệt sau sự kiện địa chấn của Cành Sơn, lần thứ hai trên địa bàn Lý Thị, nghe nói có tình huống đàn sói tập kích quân đội. Có liên quan gì cùng thiếu sói không? B. 5092 chín hai hỏi. Có. Vương Uẩn nói. Ban đầu thiếu soái sống ở hàng rào 113, về sau từng tới Lý Thị. B. 5092 chín hai cảm khái nói. Lúc trước ta còn nói dù là thiếu soái cũng không thể tạo nên kỳ tích gì, kết quả kỳ tích đã tới rồi. Chỉ là, bọn họ không được bên ngoài núi có chuyện gì nên chẳng thể đoán được. B. 5092 chín hai quay đầu nhìn về phía tuân dạo vũ. Với cảm giác của ngươi, Ngươi có thể nói đại khái một chút về tình huống bên ngoài không? Viện quân phía ngoài đến phía sau núi Tả Vân căn bản vẫn chưa dừng lại. Đầu tiên là mấy ngàn sinh mạng thể cường đại xâm nhập vào trong quân đoàn viễn trinh, sau đó sinh mạng thể của mọi dợ lại nhanh chóng giảm bớt. Tuân Dạ Vũ nói Dựa theo những sinh mạng thể đến từ phương Bắc đó, còn có cự lang đã xuất hiện, ta cảm thấy có mấy ngàn sinh mạng thể đang không ngừng di chuyển, có thể là đàn sói với hơn 3.000 đầu cự lang. Như chứng nhận lời nói của Tuân Dạ Vũ, Lang Vương đứng trên đỉnh núi gào thét, tiếng sói chu bén nhọn phảng phất như có thể đâm thủng tim phổi tất cả mọi người. Gió núi thổi qua, trường mạo màu, màu bạc của Lang Vương phêu lãng theo gió, trông chẳng khác nào lá cờ của vương đình phấp phơi trong gió. Tốc độ của đàn sói quá nhanh, mọi dợ căn bản không kịp cấu thành trận hình phòng ngự hữu hiệu, chỉ trong chớp mắt, phía sau bọn họ đã bị giết sông phá. Tuân Dạ Vũ tiếp tục nói. Hiện tại đến chỉ mới là đàn sói, viện binh phía sau vẫn đang nhanh chóng tới gần, dự tính 10 phút đồng hồ nữa sẽ đến chiến trường. Nói xong, Tuân Dạ Vũ thậm chí còn dùng lá cờ đỏ để mô phỏng động thái của đàn sói trên sa bàn. Đàn sói rất mạnh, B. 5092 đột nhiên nở nụ cười, không biết vì sao hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng hưng phấn. Loại tâm tình này rất hiếm hiếm xuất hiện trên người hắn, đơn giản là vì kinh hỉ này tới quá đột ngột, cũng quá mức rung động. Nói thật, B. Năm 092 không ngờ đến cùng nhâm tiểu túc quen biết những ai mà đối phương lại có thể sai khiến đàn sói cường đại gấp rút tới tả vân sơn tiếp viện. Nhưng hắn có thể tưởng tượng được, lúc này bên ngoài tả vân sơn đang có mấy ngàn cự lang không ngừng săn giết, chúng xem quân đoàn viễn trinh chẳng khác nào linh dương mà xu đuổi đến trên núi, nhanh chóng tiêu diệt. Lúc này, b năm 092 chỉ vào những mọi dợ đang rút lui, quay đầu hỏi vương uẩn: đạn dược của chúng ta có đủ để giữ tất cả mọi dợ này ở lại đây không? Vương uẩn nói. Nếu chỉ có số mọi dợ này mà không có thêm thì đạn dược của chúng ta tuyệt đối đủ. Nói xong, thần sắc P, 5092 phấn khởi nói với quý tử ngang. Phá hủy sáu ngọn núi, cắt đứt đường lui của đám mọi dợ này. Tuy viện quân cường đại nhưng quân Tây Bắc chúng ta cũng không kém. Bọn họ giúp chúng ta tấn công hậu phương mọi dợ, Chúng ta không được để đám mọi dợ này quay về. Phải chưa cắt chúng ra, giảm bớt áp lực cho viện quân của chúng ta. Quý tử ngang cười nói. Đã rõ. B. 5092 đã nghĩ kỹ, tuy viện quân cường đại nhưng nếu để số mọi dợ này quay về, đối phương chắc chắn chịu không nổi. Những ngày này, B, 5092 vắt hết óc suy nghĩ làm thế nào để chuyển bại thành thắng, thậm chí hắn đã hai ngày hai đêm cũng không có chợp mắt, đơn giản vì hắn không muốn người Tây Bắc chết hết ở chỗ này. Thế nhưng cơ hội chiến thắng hắn chờ vẫn chưa xuất hiện, quân đoàn viễn Trinh không cho bọn họ cơ hội này. Hiện tại, cơ hội này đã tới, cũng là thời điểm phản công rất tốt. Sau một khắc, B hai nói với Vương Uẩn. Liên hệ cùng La Lam, để bọn họ giáp công từ phía Nam, cùng chúng ta thu hoạch chiến trường. Nói cho hắn biết, ta sẽ trưởng một lối thoát ở phương Bắc lưu cho mọi dợ, kêu hắn cần phải phát huy tính cơ động của chiến binh Nano, tiến hành truy sát mọi dợ. Lúc này, La Lam đang đứng bên một bờ sông ngòi ở phía Nam Tả Vân Sơn, vọc nước với tâm trạng nhàm chán, Chu Kỳ ở một bên nói. Chúng ta đi đường lâu như vậy, hiện tại cứ thế mà ngồi chờ thôi à. La Lam vui tươi hớn hở cười nói. Chờ một chút có gì đâu, hiện tại chúng ta cũng không phải chỉ huy bên trong chiến trường, đi tới đây phải nghe phục tùng mệnh lệnh, hiện tại rảnh rỗi cũng không có nghĩa sắp tới cũng rảnh rỗi, hành quân trong chiến tranh chú ý kết cấu, bây giờ chúng ta không rõ lắm đến cùng bên trong thế nào, đương nhiên phải phục tùng mệnh lệnh. Lúc này, thông tín viên chạy chậm tới truyền đạt lời nói của P-5092, là làm hắc hắc nở nụ cười, hắn quay đầu nhìn binh sĩ hô. Các huynh đệ, làm việc, tiếng súng vang lên một cách rõ ràng. Lúc trước Lý Thị có được chiến binh nano cảm thấy nên có vũ khí cường đại đi kèm, cho nên bọn họ đã tạo ra đao nano, giúp chiến binh nano có thể điều khiển phân từ trên đao nano, tạo ra hiệu quả tuyệt vời nhất. Nhưng trong mắt La Lam cùng Khánh Trần, đã có súng thì cần gì đao, đao chỉ là thứ vô dụng. Cho nên, lần này tất cả chiến binh nano hắn mang đến đều mang theo súng ống. Điểm bất đồng duy nhất chính là, những binh lính này đều được trang bị súng lựu đạn đường kính 40mm. Theo lời của Khánh Trần, tố chất thân thể của chiến binh nano bây giờ cũng chỉ bằng với mọi dợ cho nên đánh mọi dợ phải đánh vào thái độ của mọi dợ giết mọi dợ phải dùng vũ khí hạng nặng kỳ thật súng lựu đạn 40 mm cũng không quý giá gì chỉ là tất cả 2.000 binh sĩ đều mang theo thứ đồ chơi này thì nhìn quá lại có điểm kinh khủng hiện giờ rất nhiều người vẫn chưa nhận ra ngoại trừ bên ngoài ra trong tất cả liên minh tập đoàn chỉ thực lực của khánh thị là lại hay nhất trước đây vài năm trong giai đoạn khánh trần vẫn ngủ đông hắn một mực ở không chế quân đội tìm kiếm các nhà khoa học kỹ thuật lưu lạc khắp nơi cũng vận dụng tài lực cùng vật lực có được phát triển hết thảy về mặt này vì vậy hiện tại hắn đã có một đáp án rất hài lòng đương nhiên với thực lực của khánh thị thì để hơn hai nghìn binh sĩ đều có súng lựu đạn cũng có phần cố hết sức họ phải khẩn điều phối nhà xưởng thậm chí điều phối bộ đội đang trong thời hạn nghĩa vụ quân sự để tới cứu hoàng hữu đã cứu viện thì phải cứu viện cho có thành ý về phần vấn đề thực lực binh sĩ thì dưới sự hỗ trợ của người máy nano cũng không cao lắm hai ngàn chiến binh nano bắt đầu xuất phát vào trong núi kế hoạch là tiêu diệt hết thảy mọi dợ còn sống đồng tiền quyết định người thắng đã được tung lên trước khi nó rơi xuống kết cục thế nào không ai đoán được mà bây giờ rốt cục đồng tiền xu vận mệnh này cũng đã cho ra kết quả sáu ngọn núi đần bị phá hủy từng khối cự thạch rơi xuống phía dưới quân đoàn viễn trinh trên đường rút lui không ngừng kêu rên rốt cục lòng tin tất thắng của mọi dợ đã bắt đầu lung lay tâm tình tuyệt vọng kia bắt đầu lan tràn trong nội tâm mọi dợ sáu ngọn núi đồng thời bị phá hủy bụi đất to lớn bốc lên thiên không khiến sắc trời mờ đi phảng phất như bị mây đen bao phủ tiếng ầm ầm vang lên không dứt cả một ngọn núi bị phá hủy tạo nên cảnh sắc vô cùng hùng vĩ người đời chỉ mới thấy thác nước đổ xuống nhưng e rằng rất ít người từng thấy một ngọn núi sụp đổ những mọi dợ muốn lùi lại đó có một phần trực tiếp bị đặt tè ở dưới ngọn núi số còn lại chỉ có thể bất đắc dĩ quay người chạy khỏi chiến trường lúc này bọn họ đã không còn chiến ý cùng lúc đó có mọi dợ chợt phát hiện hướng nam bắc có lỗ hồng vì vậy chúng bắt đầu chạy thục mạng về hướng đó. B. Năm thấy một màn như vậy thì một tảng đá trong nội tâm cuối cùng cũng buông xuống. Hiện tại thời cơ thu hoạch chiến trời xem như đã tới. Mọi dợ sợ tới mức chỉ biết ôm đầu chạy trốn, không còn khả năng hay dụng khí phản kích. Hiện tại chúng ta làm sao nữa? Truy sát nhóm đào binh này sao? Quý tử ngang hỏi. Chỉ thấy B. Năm hai lắc đầu. Nhóm đào binh này bị La Lam đuổi giết là đủ rồi. Truyền mệnh lệnh ra, bây giờ chúng ta cầm vũ khí cùng viện binh bên ngoài bao vây mọi giờ hiệp trợ bọn họ một mẻ hốt gọn quân đoàn viễn trinh nhưng mà khi p năm vừa dứt lời thì cả đám liền thấy nhâm tiểu túc một đường chạy như điên đến trước cửa doanh trướng chỉ huy nhâm tiểu túc kéo lấy tôn dạ vũ lại hỏi hiện tại có một sinh mạng lạc đàn nào rời khỏi phụ cận cả vân sơn không tôn dạ vũ hỏi lạc đàn sao chỉ một người đúng một người Nhâm tiểu túc ung dung nói Có, có một sinh mạng thể đang chiến đấu với vật thí nghiệm Sau đó nó đơn độc rời đi Trước khi đám la lam tới Hiện tại sinh mạng thể đó đã đi một vòng tới nhanh chóng rời khỏi phương Bắc Tuần dạ vũ nói Chẳng qua hiện tại đám vật thí nghiệm bao vây phía sau chúng ta đều không còn nữa Hai mắt nhâm tiểu túc sáng lên Ta muốn đi tìm nó Đi, ta đi cùng ta tới phương Bắc Chỉ cần sinh mạng thể đó còn sống ngày nào ta liền bất an ngày đó Kỳ thật hiện tại nhâm tiểu túc rất muốn đi gặp một người, hơn một năm cách biệt, hắn ngày đêm đều mong nhiều đối phương. Tuy hai bên không có liên hệ máu mủ gì nhưng hai bên đều xem người còn lại không khác gì ruột thịt. Nếu là lúc trước, e rằng nhâm tiểu túc sẽ không chút do dự đi tìm nhan lục nguyên. Về phần chiến tranh có thắng lợi hay không, tương lai nhân loại có còn tai họa ngầm hay không thì liên quan cái dám gì đến hắn. Nhưng bây giờ, dường như nhâm tiểu túc đã khác, có lẽ hắn vẫn còn chút ích kỷ trước kia, thế nhưng hắn hiểu rõ lựa chọn của mình có ý nghĩa gì liên quan hệ tánh mạng của bao nhiêu người. Lúc này chiến trường chính diện hiển nhiên đại thắng, nhầm tiểu túc không cần ở lại đây nữa, hắn nhìn thoáng qua phương hướng lang vương xuất hiện rồi nói. Đợi ta, ta giết hắc bảo xong sẽ lập tức quay lại, tuy hiện tại ta rất muốn đi tìm ngươi nhưng hắc bảo phải chết. Trên chiến trường chính diện, một đám binh sĩ chiến lữ số 6 của Tây Bắc không ngừng vượt qua công sự che chắn của trận địa phòng ngự. Trước đó, bọn họ đau khổ trèo trống và trông coi phòng tuyến này, công sự che chắn chính là tánh mạng của bọn họ một khi mọi sợ đột phá nơi này sẽ có chiến hữu tử vong hiện giờ khắp bên ngoài phòng tuyến đều là thi thể mọi dợ trồng chất đầy khắp núi đồi chiến lữ số 6 với binh lực 6.000 người cứng rắn chống đỡ cùng bảy vạn mọi dợ của quân đoàn viễn trinh hơn 10 ngày bất kỳ ai trong liên minh hàng rào mà nghe được tình hình chiến đấu hiện tại e rằng đều sẽ rung động nếu không có bọn họ như vậy bảy vạn mọi dợ này sẽ không chút do dự tấn công đại ngư sơn điều này sẽ tạo thành uy hiếp to lớn đối với vương thị hay thậm chí là cả phía nam khi chiến lữ số 6 rời khỏi phòng tuyến, có chút binh sĩ theo bản năng thoáng quay đầu nhìn lại công sự che chắn phía sau lưng. Đây là lần đầu bọn họ rời khỏi nơi này, có chút binh sĩ đầu mũi đau xót, thầm nhớ tới lúc trước bọn họ từng nghĩ sẽ dùng mạng bảo vệ chỗ này. Hiện tại, rốt cục cũng tới đến phiên bọn họ phản kích. Bụi đất do núi sụp đổ đã dần dần tàn đi, ánh quang dần chiếu rọi xuống, bỗng nhiên binh sĩ có cảm giác hãnh diện khó hiểu. Quan quân phía trước quát. Đừng nhìn nữa, đuổi kịp đội ngũ, chiến tranh còn chưa kết thúc đâu bây giờ là lúc chúng ta ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Đúng, chiến tranh vẫn chưa chấm dứt nha. Nghĩ tới đây, các binh sĩ dứt khoát phóng ra ngoài núi, theo bước chân dần tăng nhanh, bọn họ dần nghe được tiếng mọi dợ kêu rên cùng tiếng gào thét của đàn sói đan chéo, hỗn tạp cùng một chỗ. Đại lừa dối dẫn đầu sông về phía trước, đợi mọi người bò qua ngọn núi đã bị hủy thì trước mắt nhất thời trở nên rộng rãi hơn. Chỉ thấy đàn sói tấn công quân đoàn viễn trình rất có trình tự, mỗi 300 con sói sẽ tạo thành một đoàn thể nhỏ, chẳng khác gì răng cưa không ngừng xoán mài trận hình quân đoàn viễn trinh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, B-5092 khó lòng tin được đàn sói chiến đấu lại có kết cấu như thế. Khi đàn sói tấn công sẽ có một đầu cự lang màu xám to lớn mạnh mẽ dẫn đầu phía trước đội ngũ, dù mọi dợ dùng dựng bổ tới, chúng cũng chẳng hề sợ hãi. Khi đàn sói bắt đầu di chuyển, một cự lang vẫn còn giữ sức sẽ lùi lại phía đuôi, trong trường hợp có mọi dợ truy kích, chúng sẽ dùng tới bọc hậu. 3.000 đầu cự lang di chuyển trong quân đoàn viễn trinh như chỗ không người, càng thêm dũng mãnh so với người bình thường, năng lực hành động rất mạnh. Trong bầy sói, nếu có đồng bạn bị giết, chúng cũng không mảy may lưu luyến, chỉ biến hóa trận hình đơn giản rồi lần nữa tiếp tục hành động. B. 5092 ngẩng đầu nhìn thoáng qua lang vương trên đỉnh núi bên cạnh, cự lang kia uy nghiêm điều động lang lực như thế. Vào lúc này, lang vương đột nhiên nhảy xuống vách núi, phóng thẳng tắp tránh khỏi áo mọi dợ, không có bất kỳ tên mọi dợ nào có thể ngăn cản bước chân của nó. Đợi một chút, nó đi đâu vậy? Trương Tiểu Mãn nghi ngờ nói. Nó đang làm gì thế? Vừa dứt lời, mọi người thấy bên ngoài chiến trường có một đám hán tử cưỡi ngựa chạy đến, cầm đầu là một người đeo mặt nạ răng nanh. Lang Vương nhanh chóng chạy tới bên cạnh người đeo mặt nạ, thân mật cọ sát vào tay áo đối phương. B. 5092 thông qua kính viễn vọng quân dụng thấy một màn như vậy thì âm thầm kinh hãi, hắn đối nói với đám người vương uẩn ở bên cạnh. Lúc trước hòa chủng nhận được tin, trong thảo nguyên có vị vua tài trí mưu lược kiệt xuất vừa xuất hiện, hiện giờ tận mắt nhìn thấy quả thật khiến người cảm thấy kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn lại thấy thiếu niên kia nhảy lên lưng lang vương tử trên lưng ngựa, đối phương được lang vương cõng mà chậm rãi đi tới chiến trường. Bên cạnh thiếu niên là hơn vạn hán tử thảo nguyên cưỡi ngựa đi theo bên cạnh, bọn họ tựa như thủy triều cuốn tới chỗ quân đoàn viễn trinh, hình thành cảnh tượng to lớn như biển động. Trên bầu trời, một bóng đen xẹt qua, khi tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên thì thấy rõ đó là một con chim ưng to lớn đang bay lượn khi nó bay vút đến đỉnh đầu quân đoàn Viễn Trinh liền trực tiếp dùng móng vút cắp hai mọi dợ bay lên không trung rồi ném rơi. Mọi dợ bị vứt xuống từ trên không phát ra tiếng thét to lớn, cuối cùng ngã chết trong đám người. Người trong thảo nguyên phát ra tiếng hoan hô trời long đất nở, phảng phất như đã lấy được thắng lợi. Mặc kệ sức chiến đấu của họ tốt xấu ra sao thì hiện tại tâm tình họ hoàn toàn không tệ. Đối với đám P, 5092 mà nói, trận đánh này cần một lý do để đánh, ví dụ bảo vệ người Trung Nguyên giống hỏa trùng hoặc một vấn đề gì đó nhưng đối với người thảo nguyên mà nói hết thảy lý do đều rất đơn giản là vì chủ nhân của họ phóng viên chiến địa tới hỏi người thảo nguyên vì sao các ngươi tới trợ giúp tả vân sơn đoán chừng khi ấy Ha san sẽ gãi gãi sau gáy trả lời là do chủ nhân kêu chúng ta tới chỉ đơn giản như thế mà thôi vương uẩn nói ta nhớ được đầu chim ưng này lúc trước khi chúng ta chiến đấu nó cứ phía trên luận phòng trận địa lúc trước ta còn tưởng chỉ là một con dã ưng không ngờ lại là chim ưng của người trong thảo nguyên xem ra bọn họ đã sớm chú ý tình hình chiến đấu của chúng ta. Trương Tiểu Mãn nói, B, 5092 bắt đầu truyền lệnh. Tất cả tổ đội chú ý, trực tiếp dùng ngọn núi đã đổ này xem như công sự phòng ngự, tấn công quân đoàn viễn trinh, chú ý, đừng khiến đàn sói bị thương vào người trong thảo nguyên, chuyện chúng ta cần làm bây giờ là giúp đỡ viện quân kiềm chế mọi giờ. Tây Bắc đã là nỏ mạnh hết đà, mấu chốt chiến thắng đều nhờ vào viện quân, B, năm chỉ có thể dẫn binh sĩ hỗ trợ người trong thảo nguyên từ xa. Vào lúc vị vua kia vừa gia nhập chiến trường, hắn không giết người ngay mà thúc đẩy lang vương trực tiếp xông qua chiến trường, tới chỗ đám người P, năm Vương ồn thầm nói. Lá gan tên này cũng quá lớn rồi, vạn nhất bị quân đoàn viễn trình vây giết thì sao? Vừa dứt lời, trong quân đoàn viễn trình quả nhiên có người thông minh, đối phương lướt mắt thấy nhàn lục nguyên là người đứng đầu của viện quân nên lập tức cho bình lực bao vây hắn. Chẳng qua điều khiến quân đoàn Viễn Trinh kinh ngạc là khi bọn họ bắt đầu xông tới chỗ thiếu niên, đàn sói và người trong thảo nguyên đều chẳng hề cứu viện. Sau một khắc, một mọi dợ phóng tới chỗ nhăn lục nguyên bỗng nhiên trượt chân vì tảng đá. Thời điểm hắn ngã xuống, cư phủ trong tay mất cân bằng, không cẩn thận chém lên chân một tên mọi dợ khác. Bọn mọi dợ này chẳng khác nào của Domino, một người lại một người vì chuyện đột ngột nào đó mà không ngừng ngã xuống, thậm chí còn có người khi không chết ngay tại chỗ. B. Năm 09 một màn này bỗng cảm thấy hoang đường vô cùng, Dường như quân đoàn viễn trình tinh nhuệ đánh bất phần thắng bại với họ lúc trước bỗng nhiên chẳng khác nào mấy đứa con nít. Đây có còn là mọi dợ từng chiến đấu cùng bọn họ không? Thiếu niên trên lưng sói này quá tạt tính rồi, người tiếp cận hắn sao gặp xui hết thế kia. Khó trách đối phương dám một thân một mình xông ngang qua chiến trường, thì ra hắn có thực lực cường đại. B. 5092 thầm nghĩ, tuy lần này người trong thảo nguyên cứu viện tả Vân Sơn, nhưng lúc trước họ từng tấn công hàng rào 176, nếu người Thảo Nguyên thật sự mạnh như vậy sẽ trở thành một mối nguy hiểm ẩn tiềm của Trung Nguyên. Cũng không biết đối phương cùng Nhâm Tiểu Túc có quan hệ gì, là trước kia Nhâm Tiểu Túc từng giúp đối phương nên đối phương mới đến trợ giúp lại. B. Năm 092 không ngừng suy tư, đơn giản vì người trong Thảo Nguyên từng là tai họa ngầm của Trung Nguyên, vì thế hắn lo những người Thảo Nguyên này sẽ lật ngược lại tấn công bọn họ. Đừng nói vừa đuổi được quân đoàn viễn trinh, kết quả lại tới người Thảo Nguyên đấy chứ. Lúc này, Nhan Lục Nguyên đã đi tới chỗ của đám B. Năm chiến lựa số 6 cũng vì đối phương đến nơi mà ngừng bắn. Hai bên trầm mặc, đám P. 5092 cũng không biết nên chào hỏi cùng đối phương như thế nào. Kết quả hai bên đều trầm mặc chừng 2 phút thì Nhan Lục Nguyên đột nhiên hỏi. Ca của ta đâu, hắn không muốn gặp ta sao? Đám P. 5092 hai mặt nhìn nhau, ca ca, đệ đệ, tân chủ trên thảo nguyên chẳng lẽ lại là đệ đệ của thiếu soái nhà mình. Nếu thật như vậy, Tây Bắc sẽ có thêm một ngoại viện cường đại rồi. Đại lừa dối nói thầm, quyết định chính xác nhất cả đời này của ta đoán chừng là đại hưng tây bắc cùng thiếu soái nhìn xem bây giờ lại có thêm một nhóm rồi khóe miệng p năm không chín hai co giật một chút bây giờ là lúc nào rồi mà còn đại hưng tây bắc cái kia vị này trương tiểu mãn nhìn xem nhan lục nguyên đeo mặt nạ lời đến bên miệng trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng sưng hô thế nào vị anh hùng này người nói nhâm tiểu túc là ca ca sao nhan lục nguyên nhìn trương tiểu mãn đúng vậy, ta là nhan lục nguyên. Trương Tiểu Mãn hương phấn nói với B, 5092 bên cạnh. Thật sự là lục nguyên, thời điểm thiếu soái còn ở trong tiêm đao liên cùng ta đã nhiều lần nhắc tới chuyện diệt tông thị xong sẽ đi tìm đệ đệ của mình, từ đó tới nay cũng đã hơn một năm rồi. Nói đến đây, đại lừa dối cũng nhìn về phía nhan lục nguyên. Xin chào, ta là đại lừa dối, phụ trách công tác đối ngoại của cứ điểm 178, lúc trước ca của ngươi có nói ta hỗ trợ tìm ngươi chỉ là mãi vẫn không có tin tức của ngươi không nghĩ tới ngươi lại tới phương bắc ngươi không biết ca của ngươi vì tìm ngươi đã bỏ ra bao nhiêu công sức đâu lúc trước còn từng tới thánh sơn của hòa trùng để tìm ngươi nữa kết quả lại không tìm được vương uẩn có chút sửng sốt nhâm tiểu túc đi thánh sơn chính là địa vị này à lần đó thật sự rất hung hiểm nha lục nguyên yên lặng lắng nghe hết thầy, thì ra người kia vẫn luôn tìm kiếm hắn hơn nữa còn vì hắn mà lâm vào hiểm cảnh hắn hỏi lại ca của ta đâu hắn ở nơi nào ta cho chim ưng quan sát thấy hắn ở trong trận địa của các ngươi à vừa rồi hắn thấy đại cục của chiến trường chính diện đã định nên dẫn theo thiếu soái phu nhân và tiểu mập mạp trắng nõn đi về phương bắc bảo là muốn trước giết chết hắc bảo hẳn ngươi vẫn chưa biết hắc bảo là ai đâu đó chính là vật thí nghiệm có trí tuệ đó trương tiểu mãn giải thích nói chẳng qua hẳn rất nhanh hắn sẽ trở lại ta cảm thấy rất nhanh hắn sẽ giết chết tên hắc bảo kia kết quả trương tiểu mãn vừa dứt lời tất cả mọi người liền thấy nhan lục nguyên cho lang vương quay lại trong miệng lẩm bẩm phương bắc lang vương dần chạy nhanh hơn hơn nữa càng chạy càng nhanh một người một sói xuyên qua chiến trường phảng phất như trong mắt không hề có mọi giờ đại lừa dối nhìn bóng lưng rời đi của nhan lục nguyên có thể thấy được cảm tình huynh đệ của họ rất sâu cũng không biết có thể lừa dối hắn dẫn theo đám người thảo nguyên cùng đi đại hưng tây bắc không nữa phải biết tây bắc của ta có nhiều nông trường tốt lắm nha vương uẩn bỗng nhiên nói Thời điểm hàng rào 176 lần đầu tiên bị phá, có người tận mắt thấy hắn cách không đánh nát hàng rào, cũng không rõ vì sao hắn làm được nhưng hai vinh đệ này một với một lại càng lợi hại hơn. Nói thật, chúng ta đánh trận này khó khăn như vậy, nếu đại lừa dối người có thể giúp đỡ thiếu soái sớm tìm được hắn thì đâu có mệnh vậy, vị thiếu niên này chỉ một người mà bằng đại quân hai vạn người đấy. Thời đại chư thần quật khởi thật sự đã bắt đầu, ở thời đại này, chỉ cần hai người cũng đủ sức áp chế lực lượng của cả một tập đoàn, mà bây giờ, người như vậy càng ngày càng nhiều vương uẩn bỗng nhiên nghĩ đến sao những người đó đều như có như không đều liên quan tới nhâm tiểu túc vậy hiện tại nếu liên minh tập đoàn biết chuyện của nhâm tiểu túc hẳn nên vui mừng vì nhâm tiểu túc không có tâm tranh đoạt thiên hạ chứ nha lục nguyên đi đến chỗ tiểu ngọc tỷ lúc này nàng đang ngồi trên lưng ngựa phó lan tề hộ vệ bên cạnh nàng tiểu ngọc tỷ hỏi tìm được ca của ngươi chưa hắn đi về phía bắc nha lục nguyên kéo tiểu ngọc tỷ lên lưng lang vương chúng ta đi tìm hắn tại nơi hoang dã hắc bào một đường che giấu chạy thục mạng về hướng phương bắc khi hắn thấy đàn sói ở phía xa thì biết bại cục của quân đoàn viễn trinh đã định hiện tại không riêng gì quân đoàn viễn trinh bắt đầu tan tác tại tả vân sơn mà sau khi đại ngưu sơn biết được tin tức ở tả vân sơn cũng sẽ nhanh chóng lui lại chẳng qua hắc bào cũng không chán nản tựa như những gì nó nói với ngoại liên kinh vậy từ lúc bắt đầu nó chưa bao giờ nghĩ quân đoàn viễn trinh sẽ chiến thắng nó dụ dỗ quân đoàn viễn trinh tới trung nguyên chỉ vì ngấp nghé phương bắc kia lúc trước mọi rợ quá mạnh nhất là vị tướng quân kia, cho nên nó nào dám động thủ. Hiện tại, quân đoàn viễn trinh tới 19 vạn, có thể trở về lại không được bao nhiêu, từ đó để lại rất nhiều cơ hội cho nó, chiếm hết cả phương Bắc mà nói chẳng phải việc gì khó với nó. Hơn nữa Hắc Bảo đang suy nghĩ, nếu người Trung Nguyên có thể vây giết tướng quân ở nơi này luôn thì càng tốt, từ đó phương Bắc có ai còn là đối thủ của nó nữa. Thời điểm nghĩ vậy, Hắc Bảo bỗng nhiên chậm rãi dừng bước, nó nhìn thiếu niên mỉm cười đứng giữa rừng kia, trong lòng không khỏi kinh hãi. Hơn một tháng trước, chính là thiếu niên này khiến toàn thân nó trở nên đen thui mỗi khi hắc bảo nhớ tới chuyện này thì hận nhâm tiểu túc tới ngứa răng. hơn nữa hôm qua đối phương đứng trên đỉnh núi đã biểu hiện quyết tâm tất sát hắc bảo nhìn như cường đại nhưng kỳ thật trong lòng vẫn luôn hãi và băn khoăn trước mặt nhân loại nó biểu hiện tự tin vô cùng nhưng nếu nó thật sự tự tin như thế thì chẳng hốt hoảng chạy trốn nhâm tiểu túc đánh giá hắc bảo trước mặt làm sao muốn chạy trốn tới phương bắc à quân đoàn viễn trinh vẫn chưa đánh xanh ngươi đã chạy hắc bảo khàn khàn nói quân đoàn viễn trinh thế nào liên quan gì tới ta bọn họ thua lại hợp ý ta nhâm tiểu túc nghi ngờ nói ngươi còn sống chỉ tồn tạo nên phiền phức suốt ngày chỉ biết chém chém giết giết gây họa từ tây nam lại tới trung nguyên loại sinh vật như ngươi không nên sống trên thế giới này hắc bảo trầm giọng ta cũng muốn an tĩnh mà sống như người bình thường nhưng nhân loại các ngươi sẽ tiếp nhận ta à các ngươi không làm được thiên tính của nhân loại là bài xích dị loại các ngươi sẽ cho phép dị loại tồn tại cùng với các ngươi, hoặc nói, các ngươi sẽ nhốt ta lại xem như gối triển lãm hoặc giết rồi biến ta thành tiêu bản. Đây không phải là việc nhân loại thích làm nhất đó sao? Trước kia ta từng là nhân loại nên ta hiểu rõ thái độ của các ngươi với dị loại. Chúng ta sẽ không cách nào sống chung được đâu. Logic của ngươi sai rồi. Nhâm tiểu túc kỳ quái nói. Rõ ràng ngươi vừa xuất hiện đã liều sát nhân loại. Như thế thì muốn nhân loại ở chung hòa bình với ngươi kiểu gì? ta giết người cũng vì sinh tồn khánh thị tiến vào cảnh sơn phát hiện chúng ta chẳng phải cũng muốn bắt lấy đó sao âm thanh hắc bảo hung dữ nói ta nói những lời này với ngươi cũng có ý nghĩa gì ngươi tới nơi này làm gì chẳng lẽ theo ta biện luận à thế nào chẳng lẽ còn muốn tìm lý do thuyết phục nhau ngươi tỉnh lại đi trong trước mắt hắc bảo bỗng nhiên di chuyển vì ở nơi xa có người bán lén nó thế nhưng không ai ngờ hắc bảo lại thông minh như thế còn biết tránh né nữa hắc bảo cười như điên ta biết ngươi có mai phục, đều là dùng mưu kế cả thôi. Cười cười xong, hắc bảo cúi đầu nhìn về phía ngực của mình, lại phá cái động. hắc bảo xác định bản thân đã sớm né được rồi kia mà, vì sao hắn vẫn thể trúng đạn. Lúc này thanh âm dương tiểu cận truyền đến từ tay nghe. Ta vừa phát hiện ra chỗ đặc thù của đạn đen, chỉ cần đánh trúng phát súng đầu tiên, nếu mục tiêu không chết thì phát thứ hai nhất định sẽ trúng. Tuy ta nhắm vào hắn nhưng thật sự hắn đã né được đường đạn của ta. Phát thứ hai nhất định sẽ trúng, đường đạn tự động thay đổi, một phát tất sát. Nhâm tiểu túc nghe đến đó cũng có chút sửng sốt, đây là lần đầu tiên hắn biết đạn đen còn có công dụng như vậy. Hắc bảo yên lặng nhìn ngực mình, trong thế giới của nó, nó chính là chúa tể, nó chính là trung tâm của thế giới này, cho nên nó chưa từng có nghĩ bản thân sẽ dễ dàng bị hạ gục như thế. Vết thương nơi ngực khiến nó cảm nhận được sinh mệnh của mình đang nhanh chóng bị rút bớt. Hắc bào nhìn về phía nhâm tiểu túc, kinh ngạc nói. Rõ ràng ta đã tránh được, không đúng, đây không phải đạn bắn tiểu phổ thông, đây là thứ gì vậy? Hóc Bảo không cam lòng chậm rãi ngã xuống. Nó muốn ghi nhớ bộ dáng của thiếu niên này. Thế nhưng nó chợt phát hiện đối phương không nhìn mình mà nhìn về phía sau của mình. Theo hóc Bảo ngã xuống, Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc cự lang chạy như điên mà đến. Trên nơi hoang dã không người, hắn thấy rõ sự kinh hỉ của người trên lưng sói kia. Chờ đợi dài rằng khiến Nhâm Tiểu Túc cứ ngỡ hắn không chờ nổi. Hiện tại hai bên như ở hai đầu con sông, ở giữa là Ngân Hà lóng lánh. Tất cả cứ như chưa từng chia ly. Trên con đường trưởng thành, nhâm tiểu túc từng một mình đi qua những con phố dài, nhìn từ ngọn lửa sinh mệnh trong cuộc sống của mình lần lượt vụt tắt, không ai là bất khả chiến bại, ngay cả tiểu ngọc tỷ và nhan lục nguyên cũng không thấy đâu. Lúc ấy hắn có chút mở mịt, có chút cô độc. Kỳ thật khi Linh nói cô độc, hắn cũng có phần hiểu được. Đại khái chính là đứng trên con đường dài, quay lưng lại chẳng thấy ai đợi mình phía sau, sau đó tất cả ánh sáng đều biến mất. Nhâm tiểu túc yên lặng đứng ở chỗ cũ nhìn đối phương nhanh chóng tới gần, đầu mũi hắn đột nhiên đau xót rốt cuộc cũng tìm được ngươi rồi